tôi sẽ tóm tắt bộ phim về đề tài gái làng chơi Hollywood. Anh chàng tỷ phú giàu có rơi vào lưới tình của một cô nàng đứng đường xinh đẹp. Không dài dòng nữa, đến với bộ phim Người đàn bà đẹp nào. Edward Lewis là một tay mua bán các công ty đến từ New York. Anh ta mua và phá bỏ các công ty đang gặp khó khăn, bán bớt tài sản để kiếm lời. Anh ấy muốn bạn gái đi cùng trong một chuyến công tác. Nhưng chán ngấy với việc làm gái gọi của anh ấy, cô bạn gái đã kết thúc mối quan hệ của họ. Tại một bữa tiệc sang trọng do đối tác Philip Starkey tổ chức, Edward Lewis quyết định mua đứt công ty Starkey Lotus của Philip. Trong khi lái xe về khách sạn, anh ta bị lạc và vô tình dừng lại dọc theo đại lộ Hollywood ở khu đèn đỏ của thành phố. Ở đó, anh gặp cô gái làng chơi Vivian Wood. Edward hỏi đường cô gái, cô chỉ đường cho anh ta, sau đó vào nhà. Khi Edward gặp khó khăn trong việc lái một chiếc ô tô hộp số tay, anh ta trả tiền cho Vivian để thuê cô chở anh ta đến khách sạn Regent Beverly Wilshire. Edward sau đó bốc đồng thuê cô ấy qua đêm với anh tại khách sạn. Anh ấy yêu cầu cô ấy lên căn penthouse của anh ấy để phục vụ anh và trả tiền cho cô ấy ở lại nguyên đêm. Lần đầu chơi gà móng đỏ, Edward có vẻ không thoải mái và có chút khó xử. Về sau bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của cô nàng, anh bắt đầu mê mệt Vivian. Cả hai đốt lò nướng khoai cả đêm. Ngày hôm sau, Edward thuê Vivian đóng vai bạn gái của anh ta khi anh tham gia các sự kiện kinh doanh để cố gắng tiếp quản công ty của người đóng tàu James Moss. Edward chi trả cho Vivian $3,000 trong 6 ngày. Anh cũng đưa cho cô ấy tiền mua quần áo và nói rằng cô ấy cần phải ở bên anh ấy, và phục vụ anh bất cứ khi nào anh gọi. Vivian hào hứng chấp nhận, cô ấy gọi cho người bạn cùng phòng của mình là Kit để lại tiền thuê nhà, và đi mua sắm trên đường Rodeo Drive để mua những bộ quần áo phù hợp với vị trí mới của mình. Khi cô ấy cố gắng đi mua sắm trên đường Rodeo Drive, một người phụ nữ bán hàng hợm hĩnh đã không phục vụ cô ấy vì cô ấy vẫn ăn mặc như một con đỗ nghèo khỉ. Và vì vậy cô ấy quay trở lại khách sạn, nơi người quản lý khách sạn, Bunny, ngăn cô lại. Anh nói rõ rằng họ cho phép cô ở lại khách sạn cao cấp này vì Edward là một vị khách đặc biệt. Vivian cảm thấy khó chịu khi cô ấy vẫn chưa có trang phục cho bữa tối. Và Bunny đã giúp cô ấy cùng với việc hướng dẫn cô ấy về nghi thức ăn tối. Khi Edward trở lại, Edward bị ấn tượng bởi sự biến đổi của Vivian và mở lòng với cô, tiết lộ chi tiết về cuộc sống cá nhân và kinh doanh của anh, bao gồm cả mối quan hệ đầy sóng gió của anh với người cha quá cố. Ngày hôm sau, Vivian kể cho anh nghe về trải nghiệm mua sắm ngày hôm trước và Edward đưa cô quay lại tiêu một số tiền khổng lồ để mua quần áo. Họ giúp cô trở nên thanh lịch và sang trọng hơn, cột bỏ hoàn toàn hình ảnh gái gọi của cô gái. Cô ấy quay lại cửa hàng từ ngày hôm trước để chỉ cho họ biết rằng họ đã mất một khách hàng lớn. Trở lại khách sạn, cô ấy trông như một người khách chính hiệu, nhưng khi Edward về đến nhà, anh ấy vẫn còn bận rộn với công việc và họ cùng nhau tắm và nói chuyện thâu đêm về quá khứ của họ. Ngày hôm sau, Edward đưa Vivian đi chơi polo, trong khi Vivian trò chuyện với David Moss, cháu trai của người đàn ông có liên quan đến thương vụ mới nhất của Edward, Philip lo lắng cô là gián điệp của công ty. Edward trấn an anh ta bằng cách nói cho anh ta biết họ đã gặp nhau như thế nào và cô ấy là một gái gọi. Sau đó tại sự kiện, Philip đến gặp Vivian. Khi họ trở lại khách sạn, cô ấy rất tức giận với Edward vì tiết lộ thân phận của cô với Philip. Và dự định rời đi, nhưng anh ta đã thuyết phục cô ấy ở lại. Edward đi làm sớm vào ngày hôm sau và đưa Vivian đi bằng máy bay riêng đến xem một vở kịch tại nhà hát Opera San Francisco. Câu chuyện về một cô gái đem lòng yêu một người đàn ông giàu có khiến Vivian cảm động. Cô ấy rõ ràng là bị rung động bởi âm nhạc và nói, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tối nay. Khi trở về khách sạn, anh ngủ thiếp đi trong khi cô chuẩn bị đi ngủ. Đêm đó, Vivian hôn lên môi Edward, cô ấy chưa bao giờ làm điều này với khách hàng, và họ đốt lò nướng khoai với tư cách là hai người yêu nhau, thay vì là khách hàng và gái gọi. Tưởng là Edward đã ngủ, Vivian thừa nhận cô yêu anh. Edward sắp trở lại New York, vì vậy trong bữa ăn sáng, Edward đề nghị giúp Vivian rời bỏ việc đứng đường và đề nghị đưa cô ấy vào một căn hộ đẹp và cho cô ấy một khoản tiền tiêu vặt. Anh muốn bao nuôi cô và hứa sẽ đến thăm cô ấy thường xuyên. Nhưng cô cảm thấy bị xúc phạm vì Edward vẫn đối xử với cô như gái làng chơi và nói rằng đây không phải là câu chuyện cổ tích mà cô muốn. Sau đó anh ta đi làm mà không giải quyết được tình hình. Kit đến khách sạn và thấy rằng Vivian đã yêu anh ta, nhưng cô ấy phủ nhận điều đó. Edward gặp Moss, khi thỏa thuận sắp kết thúc anh đã thay đổi quyết định vào phút cuối. Thời gian của anh ấy với Vivian đã cho anh ấy thấy một cách sống khác. Anh ấy muốn tạo ra mọi thứ hơn là chỉ kiếm tiền. Anh ấy chọn làm việc với Moss để cứu công ty của ông ta thay vì phá bỏ nó. Philip tỏ ra tức giận vì hướng đi mới của Edward đã khiến anh ta phải trả giá đắt và đi đến khách sạn. Vivian ở Philip đổ lỗi cho cô ấy vì đã thay đổi Edward.
Anh ta định hãm hiếp cô và sau đó đánh cô. Edward quay lại đúng lúc và kéo anh ta đi. Edward sau đó sa thải anh ta và đuổi anh ta ra ngoài. Khi công việc kinh doanh của mình đã hoàn tất, Edward yêu cầu Vivian ở lại với anh ta một đêm nữa. Nhưng chỉ vì cô muốn chứ không phải vì anh ta sẽ trả tiền. Cô ấy từ chối và bỏ đi. Vivian sau đó được nhìn thấy trở lại nhà cùng Kit thu dọn đồ đạc để lên đường đến San Francisco. Edward nghĩ lại cuộc sống của mình, và trong khi được đưa đến sân bay, tài xế lái xe đường vòng đến tòa nhà căn hộ của Vivian. Anh trèo ra cửa sổ trời của chiếc limousine màu trắng và leo lên lối thoát hiểm để hôn Vivian, vượt qua nỗi sợ độ cao và thực hiện một cách ẩn dụ giấc mơ trong chuyện cổ tích của cô. Tóm tắt đến đây thôi, đừng quên giả vờ nhấn cái nút đỏ phía dưới nhé. Cảm ơn các chim non.